Hoan nghênh quý vị đón xem bản tin tiếng Việt ngày 25 tháng 9 của đài truyền hình PTS Đài Loan. Vừa qua tại Cao Hùng đã xảy ra vụ việc một bé gái chỉ mới 4 tháng tuổi đã tử vong. Nguyên nhân được cho là do bị mẹ bỏ đói. Được biết người mẹ này hiện đang một mình nuôi hai đứa con nhỏ và mãi đến ngày 23 mới thông báo cho nhà trẻ con mình đã qua đời. Hiện cơ quan chức năng đã bắt tạm giam người mẹ này để điều tra làm rõ nguyên nhân. Tại khu dân cư Ta Sơ ở Cao Hùng mới đây đã xảy ra vụ trẻ sơ sinh tử vong. Người mẹ đơn thân 31 tuổi Hội Trần đang bị điều tra vì nghi ngờ sơ xuất trong việc chăm sóc con khi để bé gái 4 tháng tuổi ở nhà một mình, cho đến khi được phát hiện bé đã tử vong sau 6 ngày bị bỏ mặt. <laughs> Qua tìm hiểu được biết, người mẹ đơn thân này có hai con gái, một bé một tuổi rưỡi và một bé 4 tháng tuổi. Vào tháng 5 năm nay đã được thông báo và xếp vào danh sách gia đình có nguy cơ cao, do đó đã được Cục Xã hội hỗ trợ thuê nhà, trợ cấp kinh tế và giới thiệu dịch vụ chăm sóc trẻ. Vào đầu tháng 9, bé gái lớn bị nhiễm virus đường ruột tại lớp, nên cả hai bé đều được cho phép ở nhà nghỉ ngơi. Đến sau Tết Trung Thu vẫn chưa quay lại trường, mãi đến ngày 23 tháng 9 mới thông báo với nhà trường rằng bé gái đã tử vong. 发现该婴儿已死亡多时，检察官同时指挥警察到现场采证，并查扣相关手机证物。在传唤生母到场，经检察官讯问被告后，认被告犯杀人罪嫌重大，有羁押之原因及必要性。 Người mẹ họ Trần này vì lý do nào đó đã bỏ mặt cô con gái sơ sinh ở nhà một mình. Khi bị cảnh sát thẩm vấn, cô ta chỉ nói rằng bé gái ăn rất kém. Phía cơ quan kiểm sát nhận định người này có hành vi cấu thành tội giết người, nên đã xin tòa án lệnh bắt tạm giam và cảm tiếp xúc. Một bé trai ở thành phố Tân Bắc đã đủ tuổi đến trường nhưng vẫn chưa thấy đăng ký nhập học, nên nhà trường đã báo cáo vụ việc cho cơ quan chức năng. Qua lời khai của người cha, cảnh sát nghi ngờ có khả năng bé trai này đã mất từ khi còn rất nhỏ và thi thể của bé đã bị gia đình giấu kín trong suốt 5 năm trước khi bị trôn trên núi ở Cờ Long. Hiện cái chết của bé trai vẫn đang trong quá trình làm rõ. Cục Giáo dục thành phố Tân Bắc phát hiện bé trai này đã đến tuổi đi học cấp 1 nhưng vẫn chưa thấy thông tin đăng ký nhập học, do đó đã báo án tìm kiếm. Theo đó, cảnh sát đã tìm đến người cha của bé trai. Sau nhiều lần xét hỏi, người cha mới khai rằng đứa trẻ đã chết do tai nạn và thi thể được mang chôn tại khu vực núi Cơ Long. Phía cơ quan kiểm sát nghi ngờ có thể đứa bé đã chết trong thời kỳ sơ sinh và nhận định nguyên nhân có thể có liên quan đến người cha. Cục xã hội cũng phát hiện gia đình đã nhận trợ cấp nuôi con từ khi đứa bé mới sinh cho đến khi 2 tuổi với tổng số tiền lên đến hơn 100.000 đại tệ. Hiện cơ quan kiểm sát đang điều tra làm rõ xem liệu có liên quan đến việc gian lận nhận trợ cấp hay không. Vừa qua, cơ quan hải quan đã phát hiện chất gây ung thư ethylene oxide trong lô hàng gia vị được KFC nhập khẩu từ Thái Lan với khối lượng hơn 2.000 kg. Ngay sau đó, phía KFC cho biết đã hoàn trả lô hàng này theo quy định và xác nhận lô hàng này vẫn chưa được tuồn vào thị trường Đài Loan. Gà rán có lớp vỏ dần tan là món ăn được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên mới đây có thông tin cho biết loài gia vị nhập khẩu mà chuỗi thức ăn nhanh KFC sử dụng bị phát hiện có chứa chất gây ung thư khi xét nghiệm tại cửa khẩu, khiến nhiều người tiêu dùng lo ngại ngày 23 tháng 9, sở quản lý thực phẩm và dược phẩm cho công bố kết quả kiểm tra hàng hóa nhập khẩu mới nhất. trong đó, một lô hàng bột gia vị gà rán nguyên vị, chuyên dùng để làm gà rán cho KFC, do công ty thực phẩm Jordan nhập khẩu từ Thái Lan, bị phát hiện có chứa chất gây ung thư ethylene oxide với tổng trọng lượng hơn 2.000 kg. Theo quy định, toàn bộ lô hàng này sẽ bị trả lại hoặc bị tiêu hủy. Thái quốc lưu lưu nông dạo, hoàn Bác sĩ cho biết ethylene oxide thường được sử dụng làm chất khử trùng trong y tế và công nghiệp. Một số quốc gia còn cho phép sử dụng nó như một loại thuốc trừ sâu, dùng để hung khói diệt trừ sâu bệnh cho nông sản. Tuy nhiên, trung tâm nghiên cứu ung thư quốc tế đã xếp chất này vào nhóm chất gây ung thư loại 1 Việc tiếp xúc lâu dài có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư. tiếp Trước thông tin này, KFC đã lên tiếng khẳng định, lô gia vị bị phát hiện có vấn đề và bị giữ lại ngay tại khu kiểm duyệt ở hải quan, không hề được đưa vào thị trường, do đó không có cửa hàng KFC nào tại Đài Loan sử dụng lô gia vị này. Thành phố Tân Bắc gần đây xuất hiện trường hợp nhiễm sốt xuất huyết tập thể đầu tiên trong năm. Tính đến hiện tại đã có 6 ca nhiễm và đều do virus dengue type D2 gây bệnh. Đây là loại virus có tỷ lệ gây ra những triệu chứng nặng và tử vong cao hơn type D1. Hiện tại có 3 phường nằm trong hai khu vực Trung Hở và Sinh Tiên được liệt kê vào khu lây nhiễm cao. Tình hình dịch số xuất huyết tiếp tục lây lan theo cụm tại thành phố Tân Bắc. Ngày 24 vừa qua, Sở Kiểm soát Dịch Bệnh đã ghi nhận thêm 2 ca số xuất huyết nội địa, gồm một bệnh nhân ở Trung Hở và một cư dân ở Sinh Tiên qua điều tra dịch tễ phát hiện thời gian ủ bệnh của cả hai trường hợp này đều có di chuyển quanh ngôi đền Sanche và công viên Thiên San trùng với lịch trình di chuyển của các ca nhiễm tập thể được ghi nhận trước đó nâng tổng số ca nhiễm lên thành 6 trường hợp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh cục y tế thành phố Tân Bắc đã yêu cầu cho phong tỏa lối đi bộ từ đền Sanche đến công viên Thiên San trong thời gian một tháng đồng thời dăng dây và đặt biển báo nghiêm cấm người dân ra vào khu vực này. Trường hợp người dân không tuân thủ vẫn tự ý ra vào sẽ bị xử phạt với mức cao nhất có thể lên đến 300.000 đại tệ. Hôm qua, trong phiên họp tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu từ biệt trước khi kết thúc nhiệm kỳ và một lần nữa ông nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc duy trì hòa bình tại eo biển Đài Loan. Bên cạnh đó, cuộc đua vào Nhà Trắng đang tiến vào giai đoạn nước rút. Theo kết quả khảo sát mới được công bố, cử tri Mỹ cho rằng ông Trump có năng lực hơn trong việc xử lý nguy cơ tại eo biển Đài Loan trong khi những người ủng hộ bà Harris thì tán thành phương án điều quân hỗ trợ Đài Loan. Trong bài phát biểu từ biệt tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 24, Tổng thống Mỹ Joe Biden một lần nữa đề cập đến tình hình tại eo biển Đài Loan. <laughs> Cùng ngay sau cuộc gặp bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, các ngoại trưởng của nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 đã ra tuyên bố chung khẳng định lập trường của G7 về vấn đề Đài Loan vẫn không thay đổi, bao gồm cả chính sách một nước Trung Quốc mà nhóm này đã từng tuyên bố trước đây. Tuy nhiên, G7 ủng hộ Đài Loan trở thành thành viên hoặc tham gia với tư cách quan sát viên khách mời khi tham dự các tổ chức quốc tế không yêu cầu tư cách thành viên là một quốc gia. Ngoài ra, cuộc đua vào Nhà Trắng đang bước vào giai đoạn nước rút. Chính sách và khả năng ứng biến và giải quyết nguy cơ tại eo biển Đài Loan của hai ứng cử viên tổng thống đang trở thành tâm điểm. Theo kết quả khảo sát mới nhất, trường hợp Trung Quốc tấn công Đài Loan, khoảng 58% cử tri tại các bang dao động cho rằng ông Trump sẽ có cách đối phó hiệu quả hơn, trong khi tỷ lệ ủng hộ bà Harris là 42%. Còn xét về tỷ lệ ủng hộ trên toàn nước Mỹ, thì ông Trump đang dẫn trước với tỷ lệ là 53%, trong khi bà Harris là 47%. Điều này cho thấy chính sách đối ngoại của bà Harris vẫn còn chưa được rõ ràng so với chính sách của ông trùm. Còn về vấn đề có nên điều quân bảo vệ Đài Loan hay không, thì tỷ lệ đồng ý của những người ủng hộ bà Harris cao hơn 18% so với những người ủng hộ ông Trump. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Trước khi kết thúc, xin mời quý vị cùng đón xem giải vô địch leo cột ở Anh.